doanh chứng khoán xin được gửi lời chào tới quý anh chị và các bạn. Thưa với quý anh chị và các bạn là trong cái nguồn tài liệu của chúng tôi lưu trữ về một cái danh sách những cái kiến thức về chứng khoán mà được anh Vũ Đức Hiệp, một trong những người mà có rất nhiều những cái tâm huyết cho cộng đồng chứng khoán Việt Nam. Hiện anh đang là admin của nhóm F189 trên Facebook. Thì chúng tôi xin phép anh và được sự đồng ý thì chúng tôi chuyển thể những cái kiến thức mà anh sưu tầm, tập hợp, gửi tới cộng đồng thành những cái video để phục vụ anh chị và các bạn. Thì cái kiến thức ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là 5 điều cần làm trước khi ấn cái lệnh mua. Thì thưa với quý anh chị và các bạn là thông thường khi chúng ta mua thì chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta hay nghĩ tới cái việc là làm sao để có lời và khoản lời là bao nhiêu. Hoặc là chúng ta thường hay được các cái người tư vấn nói rằng là cổ phiếu sắp lên và lên là do có lái. Hoặc là có thể là anh chị và các bạn có thể tự mình phát hiện ra là cái ngành hiện tại đang rất là tích cực, cổ phiếu nó tăng nên anh chị cũng muốn mua một cái cổ phiếu thuộc cái ngành đó. Hoặc lắm khi thì anh chị và các bạn lại được nghe một cái tin đồn gì đấy về vấn đề ABC gì đấy của cổ phiếu đó và anh chị nhanh chóng mua. Nhưng mà phần lớn của chúng ta thì ít người là sử dụng các cái biện pháp là có thể là tính toán lại, kiểm tra lại những cái thông tin đó, hay là sử dụng hết tối đa những cái tính toán mà cần thiết để trước khi mà đặt cái lệnh mua cổ phiếu. Trước khi đặt cái lệnh mua cổ phiếu thì đó là một trong những vấn đề mà chúng tôi đang muốn được chia sẻ với các anh chị. Mong anh chị trước khi mua cổ phiếu thì nên đặt ra những cái câu hỏi, hoặc là có thể là anh chị cần phải suy nghĩ, cần phải tính toán, xem đắn đo xem là cái việc mua đó có phù hợp hay không. Bởi vì tất cả những cái thông tin đồn đoán hay là bất kỳ một cái thứ gì đó mà trong đưa ra quyết định một cách vội vàng đều là khởi nguồn cho những cái thua lỗ sắp tới. Thì thực tế thì mỗi anh chị em trong chúng ta thì thực ra không có một cái áp lực nào trong cái việc mà phải mua ngay cổ phiếu, hay là phải là bị ai đó dí vào đuôi vào đít mình là phải vội vàng mua cổ phiếu. Mà cái việc mà đồng tiền của chúng ta thì chúng ta tự quản, và cái việc mà chúng ta mua hoặc là không mua thì nó là cái quyền mà chúng ta được phép. Thì những cái việc như vậy thì sẽ đặt ra cho chúng ta những cái nguyên tắc, và mỗi cái nguyên tắc mà chúng ta đặt ra thì nhằm giúp chúng ta là phòng ngừa thua lỗ, chậm lại cái quá trình đưa ra cái quyết định và xem xét nó kỹ lưỡng hơn để làm sao các cái quyết định của mình đưa ra có cái xác suất đúng cao. Và đây cũng chính là thứ mà Tự Do Chứng Khoán muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn, muốn quý anh chị và các bạn là có một cái phương pháp làm sao đó mà để mình khi mà đưa ra cái mua thì cái tỷ lệ xác suất đúng của nó là cao. Và nhằm mục đích là để cho anh chị và các bạn phần nào đó chậm bớt cái quyết định của mình lại để tính toán cho nó phù hợp cho những cái thương vụ đầu tư của chúng ta nó thành công. Thì điều đầu tiên mà chúng tôi muốn quý anh chị và các bạn mà làm đó là chúng ta cần phải là kiểm tra lại cái nguyên tắc ban đầu của mình, xem là cái việc mua ngay bây giờ nó có đúng theo cái nguyên tắc, đúng theo cái kế hoạch mà chúng ta hay làm hay không. Thì thưa với quý anh chị và các bạn thì mỗi anh chị em trong chúng ta đều có một cái phương pháp riêng, có thể phương pháp đó được ứng dụng theo cách của Carl Slim, có thể cách đó được ứng dụng theo phương pháp của Davat, hay là chúng ta mua cổ phiếu theo cách gọi là đầu tư giá trị của Warren Buffett, hay nhiều khi có nhiều anh chị là mua nhanh bán nhanh, đầu cơ giống như một cái gọi là nhà đầu cơ huyền thoại đó là Gordon Soros. Thì
hoặc là lắm khi là mỗi người trong chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng tự đặt ra một cái nguyên tắc riêng cho mình, một cái kế hoạch cho mình. Cái nguyên tắc đó có thể là của riêng của các anh chị. Thì dù nó là cái gì đi chăng nữa, thì trước khi chúng ta đặt cái lệnh mua thì theo chúng tôi thì anh chị nên quay lại để kiểm tra lại xem nó có đúng theo nguyên tắc của mình hay không. Cái việc gọi là chúng ta dừng lại một chút để kiểm tra lại những cái thông tin, gọi là trong cái quá trình mà chúng ta là trước khi mua thì chúng ta kiểm tra lại. Thì tự doanh chứng khoán cũng mong rằng là cái việc kiểm tra lại đó thì giúp quý anh chị và các bạn là một phần nào đó là đưa cái việc mua của chúng ta theo đúng một cái kế hoạch, theo đúng một kế hoạch. Thì cái thứ hai mà chúng tôi muốn anh chị phải làm đó chính là đưa ra cái mức dừng lỗ là bao nhiêu. Và thông thường thì khi mà chúng tôi mà đưa ra vấn đề này thì anh chị hay đặt ra câu hỏi là chưa gì thì đã đưa ra cái việc là thua lỗ, mà sao tại sao không nghĩ đến cái việc là lời và ăn mừng cái chiến thắng đấy. Thì phần lớn khi mà các cái nhà tư vấn hay là một số cái đội nhóm đưa ra cho quý anh chị và các bạn một cái cơ hội thì họ thường đưa cho quý anh chị và các bạn cái phần là vẽ ra cho quý anh chị và các bạn cái phần lời trước, cái phần thành công trước, thì để giúp gọi là để làm cho anh chị tăng thêm cái kích thích cho anh chị cái việc mà vẽ ra cái viễn cảnh ăn mừng, hoặc là vẽ ra một cái viễn cảnh là thành công để có thể là có tiền lời, để có thể là mua được nhà, tậu được ô tô. Thực ra về bản chất khi họ đưa ra những cái khuyến nghị và đưa ra những cái viễn cảnh như thế thì nhằm là thúc kích thích các anh chị mua vào. Nhưng mà chúng ta có cái quyền được dừng lại, được xem xét lại vấn đề, được nghiên cứu và nghiền ngẫm, và chúng ta nên dành thời gian suy nghĩ tới cái việc là nếu như trường hợp mà nó thua lỗ thì như thế nào. Và cái việc thua lỗ thì cũng giống như ví dụ khi ta chốt mua vào rồi mà nó bị kẹp hàng rồi, có khi là bị thua lỗ, thì chúng ta phòng ngừa rủi ro ra làm sao? Chúng ta phải phòng ngừa rủi ro, phải có những cái phương pháp để phòng ngừa rủi ro, vì phòng ngừa rủi ro giúp chúng ta sinh tồn, giúp chúng ta là có thể là tạo ra được cái việc là kiểm soát cái đồng tiền của mình, rồi trước sau đó mới tính đến cái câu chuyện là lời. Thì cái việc thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị và các bạn đó là chúng ta cần phải nghiên cứu xem là khi nào thì bán ra cổ phiếu, tức là cái thời gian mà anh chị và các bạn đầu tư là bao lâu. Thì cái việc mà anh chị và các bạn đầu tư là bao lâu thì nó giảm giúp ích cho anh chị một vài điểm như thế này. Đồng tiền là của anh chị, và anh chị có tối đa hóa được cái dòng tiền của anh chị hay không thì anh chị cần phải tính toán trước khi mua, là mua cái này thì để bao lâu thì nó có lợi ích, thay vì nếu mà nó để quá lâu mà không đem ra tạo ra cái lợi ích mà không xoay vòng được cái dòng tiền thì nó không bằng với gửi ngân hàng, thì chúng ta nên gửi ngân hàng. Đó chính là cái thứ mà chúng tôi muốn nói với anh chị về cái tầm nhìn. Chúng ta nhìn trước, đưa ra kế hoạch rồi thì chúng ta mới đưa ra quyết định. Có tầm nhìn rồi thì chúng ta đưa ra quyết định. Quyết định đó nó sẽ làm cho chúng ta cân bằng được cái lợi giữa cái việc là chấp nhận một cái gọi là cái rủi ro, bởi vì đầu tư chứng khoán là rủi ro. Chúng ta cân đối được cái giữa cái lợi nhuận mà chúng ta kỳ vọng và cái việc rủi ro và cái thời gian chúng ta cầm nắm. Khi chúng ta làm được cái câu chuyện đó, khi chúng ta tính toán được, khi chúng ta nghiên cứu được, làm được những cái chuyện chúng tôi muốn khuyến nghị các anh chị và các bạn là bạn làm, thì chúng ta nhờ vào đó chúng ta có thể đánh giá lại được cái khoản đầu tư của chúng ta trước khi chúng ta mua, chứ không phải là sau khi chúng ta mua. Chúng ta đánh giá được, chúng ta cân đối được, chúng ta nghiên cứu được thì đương nhiên là chúng ta có thể sắp xếp được làm sao cho nó phù hợp. Thì anh chị và các bạn cũng sẽ đang là rất là băn khoăn, rất là bối rối trong cái câu chuyện là làm thế nó có phức tạp quá không. Thì chính bản thân tự doanh chứng khoán trước đây tự doanh chứng khoán cũng khá là bối rối với những cái câu chuyện như vậy. Chúng tôi bối rối nên chúng tôi muốn khuyến nghị các anh chị là cũng phải từ từ nghiền ngẫm lại cái câu chuyện đó để thực hiện cho nó đúng. Và việc thứ tư mà chúng tôi muốn khuyến nghị các anh chị và các bạn là làm đó là cần phải kiểm tra lại xem cái cổ phiếu đó
hiện tại nó đang có chuẩn bị có phát hành thêm hay không này, nó đang có chia chác cổ tức gì hay không, hay nó có cái thông tin gì ảnh hưởng tới cái lợi nhuận của quý anh chị, tức là cái giá cổ phiếu trên sàn hay không. Làm được cái điều đó thì đồng nghĩa với các anh chị là sẽ gọi là trước khi anh chị mua, trước anh chị phải lường được là cái rủi ro của cái đồng tiền của mình mà đưa vào cái cổ phiếu đó, mua vào cổ phiếu đó. Và khi chúng ta nhìn nhận lại cả là cái rủi ro nó ở mức độ nào. Bởi vì sao? Bởi vì cái cổ tức mà khi mà có việc sắp tới sẽ chia cổ tức thì sẽ có thêm tiền nhận cổ tức, nhưng là giá của cổ phiếu sẽ được sẽ bị điều chỉnh. Hoặc là khi mà có vấn đề phát hành thêm thì nó sẽ có những cái áp lực nhất định lên thị trường, nó sẽ chia nhỏ cổ phiếu của chúng ta ra và nó sẽ gọi là bắt chúng ta khi mua vào phải cầm nắm cổ phiếu đến khi ngày mà cái cổ phiếu được chia về, ngày mà phát hành thêm về, ngày mà chia chác nó về tới tài khoản. Thì đó là những cái vấn đề mà anh chị cần phải nghiên cứu trước khi đặt lệnh enter mua, phải làm điều đó. Có thể nó sẽ cộng thêm tiền cho anh chị, nó có thể là trừ bớt tiền đi của anh chị, bởi vì chúng ta bất cẩn trong cái câu chuyện này. Vì khi chúng ta bất cẩn mà không tính toán, không nghiên cứu, không làm sao để cho nó rõ ràng cái việc đó ra trước khi chúng ta mua, thì đến khi mua rồi mới bắt đầu nghĩ lại những chuyện đó thì có thể là chúng ta lại đá sai, nối tiếp những cái việc sai. Thì cái điều thứ năm mà chúng tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là cái vấn đề là cái cách khi chúng ta đã kiểm tra hết những vấn đề kia rồi, nó đều hợp lý, thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến cái việc là mua tối đa làm sao cho nó hợp lý, tức là cái phương pháp mình đi tiền. Mình đi tiền cho phù hợp thì không phải là thông thường các anh chị là có cái cách mua, tức là khi mà bắt đầu mua là mua luôn, mua một phát hết tiền luôn. Hết tiền luôn thì nó khi mà có rủi ro, bởi vì cái đầu tư chứng khoán nhiều khi cái thời điểm giải ngân á, không phải là chúng ta có thể hoàn toàn khẳng định rằng là thời điểm chúng ta giải ngân là phù hợp ngay. Chính vì không phù hợp ngay nên chúng ta phải xem là cái việc là chúng ta mua bằng tiền thật như thế nào, mua bằng margin vào thời điểm nào, phải chia nhỏ cái dòng tiền của chúng ta ra. Nó gọi là ở đây chúng tôi được cho là gọi là chúng ta tìm ra một cái phương pháp đi tiền, nó gọi là giải ngân như thế nào cho nó hợp lý. Và khi mà chúng ta đi tiền nó hợp lý thì chúng ta sẽ phòng ngừa được cái rủi ro thua lỗ. Nếu như những cái cổ phiếu mà sau những cái đợt 1, sau đợt 2 chúng ta mua vào mà nó tiếp tục suy giảm thì liệu chúng ta phải cân nhắc lại xem những thứ chúng ta tính toán trước đó có đúng không? Có nên giải ngân thêm hay không? Hay là khi chúng ta mua vào đợt 1, đợt 2 mà nó lời rồi, nó tăng giá so với chuẩn rồi thì việc mua thêm liệu có được không? Có nên mua thêm không? Mua thêm như thế thì được lợi gì và hại gì? Thì cần phải tính toán kỹ lưỡng. Trong cái trước khi mua chúng ta phải làm được cái điều thứ năm này nữa. Thì khi làm được cái điều thứ năm này nữa thì chúng ta một phần nào đó thì chúng tôi mới thấy rằng là những cái việc mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý anh chị, tự doanh chứng khoán chia sẻ với quý anh chị thì nó sẽ giúp ích rất nhiều lắm. Chúng ta làm như thế thì chúng ta sẽ phần nào đó để tăng cái phần tỷ lệ mà chúng ta xác suất đúng của chúng ta lên cao, và giảm đi rất là nhiều cái phần mà tỷ lệ mà sai của chúng ta trong cái việc mà đưa ra quyết định. Thì chúng ta thông thường á thì ít người trong chúng ta là khi mua chỉ nghe một cái gì đó xong đấy mua ngay mà không xem lại cái lý do chúng ta bắt đầu là gì, không xem lại cái lý do mà chúng ta đưa tiền vào đây là gì. Nhiều lắm, nhiều khi anh chị mua bán cái gì đấy ở ngoài chợ thì vội vàng thì có thể phải trả giá rất nhiều lần, nhưng mua chứng khoán thì rất vội vàng, sợ là mất hàng, sợ là không mua được hàng, sợ là hết người ta nó tăng mất. Cơ hội nhiều lắm, cơ hội rất là nhiều vô kể luôn. Chúng ta hãy bớt đi cái suy nghĩ liên quan đến cái phần là mất hàng và lợi nhuận nó tăng nhanh quá chúng ta không mua được, mà chúng ta phải đưa ra những cái tầm nhìn, phải quản trị được cái rủi ro, tức là phải sinh tồn trước, phải nghiên cứu là việc mua đó nó có lợi ích gì hay không. Thì đó là vài cái chia sẻ của chúng tôi muốn gửi tới quý anh chị để quý anh chị có thể có những cái lợi ích mà mong giúp ích cho các anh chị trong cái việc mà quyết định mua bán phù hợp. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại.